Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo kiểu gì. Trong Đấu La Đại Lục phần thứ 2 tuyệt thế đường môn, có một vuôn gây nhiều hiểu lầm, vừa giống khí vuôn lại vừa giống thú vụ hồn. Nguyên tắc miêu tả thì lúc là khí vuôn, lúc lại là thú vụ hồn. Vậy vuôn đặc biệt này nên được định nghĩa như thế nào? Chắc chắn các bạn đã đoán ra vuôn này chính là vuôn của Tứ Tâm Thạch. Nếu hỏi mọi người vuôn của Tứ Tâm Thạch là gì, bạn sẽ trả lời thế nào? Có người sẽ nói là Huyền Minh Quy, có người sẽ nói là Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn hoặc là Huyền Vũ Thuẫn. Vậy vấn đề đặt ra là Huyền Minh Quy rõ ràng là thú vụ hồn, còn Huyền Vũ Thuẫn lại là khí vụ hồn. Tại sao lại có hai cách nói khác nhau? Ngoại trừ song sinh vụ hồn, một hồn sư bình thường sao lại có thể có hai thuộc tính vụ hồn? Khi mà gặp vấn đề khó giải quyết, chúng ta thường tìm đến nguyên tắc. Tuy nhiên, nguyên tắc và định nghĩa vụ hồn của Tứ Tâm Thạch rất là lộn xộn. Vấn đề gốc rễ nằm ở nguyên tắc. Khi viết Đấu La Đại Lục phần thứ 2, Đường Xa Tam Thiếu đã viết vuôn của Tứ Tâm Thạch một cách mâu thuẫn. Nguyên tắc ban đầu nói vuôn của Tứ Tâm Thạch là Huyền Minh Quy, điều này cũng hợp lý. Thế nhưng về sau, khi mà giới thiệu về Huyền Minh Tông lại viết vuôn của Tứ Tâm Thạch là Huyền Vũ Thuẫn và sử dụng cách này trong một thời gian dài. Việc này khiến người đọc không hiểu được vuôn của Tứ Tâm Thạch là khí vuôn hay là thú vụ hồn. Dù nguyên tắc có mâu thuẫn, thế nhưng những người thông minh vẫn có cách giải thích riêng. Theo tổng kết của LTG, vuôn của Tứ Tâm Thạch thực sự có cả hai thuộc tính khí vuôn và thú vụ hồn. Thuộc tính khí vuôn chính là thuộc tính thuẫn. Tứ Tâm Thạch trong các trận chiến về sau nổi bật với khả năng phòng ngự nên khí vuôn cũng rất là phù hợp. Thế nhưng thuộc tính của thần thú Huyền Vũ cũng tồn tại. Lúc này chúng ta có thể tham khảo một số vuôn ở trong Đấu La Đại Lục 1, ví dụ như là vuôn xà thương Đấu La, hải mâu Đấu La v.v. Khí vuôn thế nhưng có thêm một số khả năng của thú vũ hồn, giống như vũ khí được phù phép vậy. Tứ Tâm Thạch có thể là Huyền Vũ Thuẫn được bổ sung thêm khả năng của Huyền Vũ, cuối cùng hình thành khí vũ hồn. Tuy nhiên đây cũng chỉ là một giả thiết. Một cách giải thích khác là như cách mà hoạt hình hiện tại đang thực hiện. Trong phim hoạt hình tuyệt thế đường môn, Tứ Tâm Thạch được xác định rõ ràng là có vũ hồn Huyền Minh Quy. Trong tập 6, khi mà Tứ Tâm Thạch và Bồi Bối đấu thử tại võ trường, người dẫn chuyện Đường Nhã đã nói rằng vuôn của Tứ Tâm Thạch là thần thú Huyền Minh Quy. Nguyên tắc cũng miêu tả như vậy, thế nhưng khác với nguyên tắc hoạt hình sẽ không mâu thuẫn trước sau. Nếu đã nói là thú vũ hồn thì khả năng cao sẽ giữ nhất quán và xác định Tứ Tâm Thạch có thú vũ hồn. Thú vũ hồn hệ phòng ngự đã có tiền lệ từ trước, như là vuôn Tê Ngưu Đấu La của đường môn, Kim Cương Mãng Đà của vuôn điện v.v. Vì đã có ví dụ sẵn nên việc viết Tứ Tâm Thạch có vuôn này cũng không vấn đề gì cả. Hơn nữa, thú vũ hồn hệ phòng ngự đều có một đặc điểm là thân hình khổng lồ, hiệu quả tuyệt vời. Là một trong thất quái sử lệ khác, việc Tứ Tâm Thạch xuất hiện với vuôn thần thú Huyền Vũ chắc chắn sẽ tốt hơn là sử dụng một cái thuẫn làm vũ hồn. Nên từ góc độ hoạt hình, thú vũ hồn rõ ràng là đẹp mắt hơn. Nếu hoạt hình giữ sự nhất quán và biến vũ hồn của Tứ Tâm Thạch thành thú vũ hồn, chắc chắn sẽ khiến những người trung thành với nguyên tắc cảm thấy không thoải mái. Vì nguyên tắc về sau, Đường Xa Tam Thiếu đã dùng một cách khác để viết về vũ hồn của Tứ Tâm Thạch. Ban đầu là Huyền Minh Quy, sau đó là Huyền Vũ Thuẫn, sau nữa chính là Hoàng Kim Huyền Vũ. Có một chút ý nghĩa của thú vũ hồn, thế nhưng vì không phải là nhân vật chính, Tứ Tâm Thạch chỉ xuất hiện ít ỏi, phần lớn là làm việc với cái thuẫn. Vậy nên có lẽ tác giả Đường Xa Tam Thiếu đã viết vuôn của Tứ Tâm Thạch theo hướng khí vũ hồn. Cách làm này có thể dễ dàng hơn vì thú vũ hồn cần nhiều chi tiết miêu tả hơn. Kết lại, dù là thú vuôn ở trong hoạt hình hay là cách viết khí vuôn ở trong nguyên tắc của Tam Thiếu đều có lý do nhất định. Nếu phải chọn một, cá nhân AD vẫn nghiêng về cách nói khí vuôn được phù phép với thuộc tính thú vụ hồn. Khí vuôn là hình thái thế nhưng có thuộc tính của thú vụ hồn. Cách này có lẽ sẽ hợp lý hơn với Tứ Tâm Thạch, dù cách này phức tạp hơn khi mà biểu đạt. Vậy các bạn nghĩ sao về vuôn của Tứ Tâm Thạch? Hãy để lại bình luận ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng theo thì gì, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.